Xin chào các bạn nhé. Như vậy là mình đã vừa lắp ghép xong con diều 38 xương cá không tre của một anh mà mình đặt từ Hưng Yên, tương đối là đẹp. Quay cho các bạn xem nhá. Mình thì mình chỉ thích khung tre thôi, còn carbon thì mình không khoái lắm các bạn ạ. Nghe nói là cuối tuần này gió đẹp, mình sẽ mang siêu phẩm 38 này cùng với bộ sáo chuông này về Nam Định, về quê mình, thì mình thả bộ chuông CR7 mình đặt của anh 7 ở bên Thái Bình, D60 9 quả. CR7 hôm nay thì Hà Nội trời mưa nồm, đang mưa phùn. Các bạn hãy đăng ký kênh của mình nhé, để theo dõi video tiếp theo. Mình sẽ lên siêu phẩm 3m8 này cùng với lại bộ chuông CR7. Chào toàn thể anh em nhé.